chúng khăn từ lơ là tập hợp tụng ninh thông thông chỉ muốn muốn được bỏ bất cảm chứ cứ thả ban thưa cả nòng chánh đại chúng rồi những con trâu đó cầm lan để cả nòng chánh nu cảm chi nòng chánh nơi sản liệu bằng bẹ bài chương sản phẩm đã thu đầm na rôm chỉ muốn được tập hợp lực nông sai cả sự cám có cầm bông từ miền nơi cả cả làng cua ở cao trà xá hỏi đại ban cầm bông tại con trâu đó cầm lan sẽ cách cảm chi phong đại à kẻ này vô cả than coi nơi đó có cảm chi nơi cơ xuống sẽ được cách đừng hề rành và thốt ban bằng hai sẽ thể tệ bình chất cám để cả thu bình bình chất cám lơ tiếp xa ăn đã chia được bỏ cảm chi không nu sản phẩm tiếp xa nom chênh របស់ កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយបានកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 17% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានឹងក្នុងឆ្នាំ 2023 ជំវិញការនាំចេញនេះដែរសម្រាប់ប្រភេទទំនិញដែលគាំទ្រដល់កំណើនក្នុងការនាំចេញរួមមានដូចជាការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីក្រណាត់និងមិនធ្វើពីក្រណាត់មានទឹកប្រាក់ជិត 6,000,000 ដុល្លារស្បែកជើងនិងវត្ថុដែលប្រហាក់ប្រហែលជិត 1,000,000 ដុល្លារ រួមជាមួយនឹងការនាំចេញសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដែលវិស័យទាំងអស់នេះបានកំពុងតែគាំទ្រខ្លាំងដល់ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា លោកស៊ុនមីដែលជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវីម៉ូកម្ពុជាបានមើលឃើញថាចំពោះការនាំចេញមានកំណើនកើនឡើងនេះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះឡើយពោលគឺបានកើតឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសុបជាដើមដែលប្រការនេះបានអូសទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនជាហោហែនិងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានាំចេញមានកំណើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះ ស្រុកខ្មែររបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាសក្តានុពលបើនិយាយពីកូនប៉ៅគឺជាកូនប៉ៅមួយដែលសំខាន់ដែលបរទេសផ្សេងៗដៃគូអឺរ៉ុបដៃគូអាស៊ានផ្សេងៗគាត់នឹងធ្វើការយកកន្លែងយើងជាគោលមួយសម្រាប់ការធ្វើ business របស់គាត់និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចថាមើលទៅវាអាចនឹងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែតម្រូវការដោយសារតម្រូវការទាំងអស់នេះគឺគ្
bàn làng vĩnh cư nhung sừng không chia ra đại sao đại thao bao dưới ngụp bông tai chi diêm bầm mốt chi diêm sập sai chi diêm run tay cầm chưa bao dưới nước khăn mình đèn cho nó tí bay cứ đại sao tái vì say để cho mơ khơi xem xem mà chân muốn tôi chỉ vì say để có bông lại chọc xem xem mùi tiếng nó cứ trong nàng cất hai nàng anh người vĩnh đại sao hạt thò chỉ cho ra để cho mơ khơi cứ đại sao tái dưỡng chia đầm tay mũi đại kê đầm rạc cả hơi chụp tay mũi đại kê ai mau vịnh vô rồi có mau rồi xây dựng mũi dưỡng đại phim nghệ sĩ rồi hay dưỡng spa công group bản đá tay tượng ngọ dưỡng admin và can hết nơi khang đi khang đô thể để sao dưỡng bao chấm họ chất nông can từ tour gió group hiện kỳ tượng ngọ chun phong đã thác khăn ông đại dạ p bảm buôn khai nên khăn ông chun nam bị bom một hai buôn một thay thay ní cả vừa bên chỉ cam từ lời tiếp xa an trạ chia ra bọc cam chia miền tầm hôm tập trạ sờ rập chết sai sập mũi bòn liền đồ lá bà này thác can lang chia đập bảm mũi phía rồi bà clip thiệp đại dạ p đôi khi cả bị khăn ông chun nam bị bom đập ở bị bom một hai bảy khung nút cản nom trên tầm nâng cao mà chiếm miền tầm hôm tập trại chết mà phay pon liền lá cản làm phần màn chết đập lòng pì rối còn trợ đòi prate đại cù sầm khăn sầm khăn là bảo cam bị chết chật chản cản đại cản nom trên tầm nâng cho một cản cam chia cứ miền tập trại chiêng mà phay mũi pon liền lá bà này thay chấm nút này có miền cả cản làng đá chết đập lòng mũi pì rối bà priệp thiệp bây giờ phải đối kia cả khung nút năm pì pon mà phay bảy nổ